hồi nhỏ mình hay thích ngắm sao. Sau đó thích thích nói chung là làm gì đến liên quan đến vũ trụ á, làm cho NASA hay là. Thì em đang học cái ngành của em thì em sẽ theo ngành của em. Và đúng lúc dạ đang học kỹ thuật robot. Rồi kinh doanh mua bán và làm nông. Hiện trường bây giờ về sau là làm nông. Thì làm đúng công việc của mình học rồi. Là làm đúng nghề của em. Thì em học ô tô là em sẽ làm những cái ngành nghề mà xoay quanh lĩnh vực ô tô của em á. Ngày nhỏ thì là ước mơ làm bác sĩ, nhưng mà sau này lớn lên thì lại nói mình lại không, dường như là cái ước mơ đó nó không được phát triển nhiều hơn quá vì khả năng của mình nó không cho phép. Nên là xong mình lại thiên về các bên kinh tế hơn, về tính toán nhiều hơn, nên mình quyết định chọn ngành kế toán. Lúc đó mình cũng buồn, nhưng mà mình nghĩ vì điều kiện cuộc sống á, mình nghĩ có một nghề nghiệp tương lai nên mình mới học ngành sư phạm. Thực tế mình vẫn ước mơ mình trở thành một kỹ sư chế tạo. Sư phạm không phải đóng học phí nên mình mới quay qua học sư phạm. Rồi khi mà còn học ở cái nhà trường thì chị ước mơ chỉ là một cô giáo thôi, thật sự một thầy giáo. Nhưng mà quá trình đó thì không có tiến hành được, giống như là quá trình đó là không có đủ cái sự kỳ, không có đủ cái vật chất để chị đi theo cái con đường đó của chị ngày xưa. Thì chị ước mơ chỉ là một thầy giáo, nhưng mà quá trình đó là cái mơ ước đó là tan vỡ rồi. Phải bắt buộc chị phải bước qua cái nghề để nuôi sống cái bản thân của chị. Dạ em làm nhân viên ngân hàng, làm người mẫu. Thì hồi nhỏ thấy người ta lên sàn diễn đẹp thì khoái vậy thôi, nhưng mà thật sự mình phải xem lại là mình có cái gọi là có cái khả năng đó hay không, về ngoại hình, về sở thích của mình sau này nữa đó. Khi mà lớn lên thì cái cuộc sống nó thay đổi, nó ảnh hưởng khác nữa. Tiếp theo là không ạ. Sâu thẳm nhất là mình muốn làm chủ, mình luôn muốn làm chủ một nhà hàng. Ví dụ giống như là ngày xưa lúc đi học á, thì là mình ước mơ là sau này là làm gì có nhiều tiền, rồi xong rồi lớn lên thì là quen với lại bạn bè có ba mẹ nó lại bác sĩ thì mình lại muốn thích làm bác sĩ, rồi xong rồi bây giờ lớn lên nữa thì là mình khi có công nghệ phổ biến rộng rãi tràn lan thì mình lại muốn làm một nhân viên công nghệ để mình có thể tìm hiểu được những cái công nghệ trên thế giới hết thôi. Thôi chắc cũng vui và phải theo nó. Nếu mà nói về thực tế thì nếu mà theo đuổi thì có theo đuổi được. Đa số hồi xưa giờ chú làm đa số thì thành công. Nhưng mà nếu mà nói về cái vận mệnh của chú nó không có kéo dài được. Thì vui, thú vị thì đúng như ngờ thì mình thích thôi. Bây giờ mình đã công tác được 15, 16 năm thì mình lại cảm thấy nghề này cũng hợp với mình nữa. Tại vì mình có truyền được nhiều cái kiến thức cho thế hệ mai sau á. Mình cũng yêu nghề. Nếu mà ra trường làm đúng nghề của mình thì mình chắc nghĩ là mình sẽ có một cái kinh nghiệm hoặc một cái kiến thức về chuyên môn nó dễ hơn phục vụ cho chính công việc của mình. Tất nhiên là hạnh phúc rồi, nhưng mà không biết sao nữa. Dạ em sẽ làm việc hăng say nhiều hơn. Ước mơ thì nhiều nên là hiện tại là cái nghề anh đang làm thì nó cũng tạm gọi là chung cùng với lại cái sở thích ngày xưa của mình thế thôi. Thì đó cũng phải làm thôi chứ. Thì chắc là cố làm thôi nhưng mà cũng chưa chắc làm được hay không. Sai nghề mà vẫn sống được, sống ổn, sống tốt thì sao? Nếu mà không xin được việc thì chắc không sao đâu chị. Thì em sẽ nói chung là cố gắng để đi làm, để làm này làm kia để có thêm kinh nghiệm để mình có thể làm tốt hơn, xin được việc khá hơn. Thì rất là tiếc thôi, tại vì cái quá trình mình theo đuổi từ nhỏ tới lớn thì mình ước mơ là mình được làm một thầy giáo, nhưng mà cũng chẳng được, tại vì trong cái đó gia đình mình không có thể nuôi dưỡng mình tới cái mức độ mà mình ước mơ, thì ở tạm dừng ở một cái gác nào thôi thì cuộc lòng là phải đau khổ lắm, thì thực sự là đau khổ. Nhưng mà rồi thì mình cũng phải giống như là mình ngã quỵ rồi mình cũng phải tự đứng lên với hai bàn chân bàn tay của mình thôi em à. Chắc là cũng sẽ hơn, nên là có một chút gì đó nó bỡ ngỡ và ấy, nhưng mà phải tự khắc phục. Cái chuyện mà mình làm được công việc cái ngành của mình thì bây giờ rất là phổ biến, không phải là một mình, nhưng mà nếu như mình làm một công việc trái ngành thì tất nhiên là mình phải học hỏi nhiều hơn, học hỏi từ những người có kinh nghiệm trong cái ngành đó và để cải thiện cho mình nữa. Dạ thì em cũng phải cố gắng để mà quan trọng là kiếm ra tiền. Thì khi đó thì duyên với nghề chưa tới thì mình phải chấp nhận thôi. Với em nghĩ thì nghề nó chọn mình,
Nên là nhiều khi cái ước mơ của mình như vậy mà mình không thực hiện được thì đôi khi là cái duyên nó chưa tới, thì mình chấp nhận rồi mình theo đuổi một cái công việc khác, nghề khác nó chọn mình thì mình sẽ đi theo nó thôi. Ước mơ thì thời còn trẻ thì cảm thấy rất là đơn giản, nhưng đến khi mình lớn thì ước mơ hơi khó, nên mình sẽ phải có kinh tế đi đôi với ước mơ mới được. Các bạn trẻ ngày nay thì mình có quyền mơ ước, và đôi khi điều kiện xã hội sẽ đem đến cho chúng ta mơ ước đó, và nếu như gặp hoàn cảnh thì mình chịu khó vượt qua thì ước mơ vẫn là hiện thực. Nếu mà nói về trong cuộc đời của con người mình á, nếu mà kiếm tiền đúng mục đích, kiếm tiền có đạo đức thì kiếm tiền ngon hơn đó. Cái đồng tiền bây giờ, nhưng mà nếu mà kiếm tiền mà không đúng mục đích, phi đạo đức, là cái đồng tiền đó vô nghĩa. Kiếm tiền, mình kiếm tiền được mà đúng theo ước mơ của mình thì không còn gì phải nói nữa. Và nếu kiếm một trong hai thì chắc mình sống theo ước mơ của mình, sống được chính mình sẽ cuộc sống nó đẹp hơn. Cả hai, tại vì nếu mà có thực hiện được ước mơ của mình thì mình sẽ kiếm tiền được. Tại vì mình khi mà mình có ước mơ rồi thì mình thực hiện được cái ước mơ đó thì mình sẽ có được tiền. Ước mơ thì tất nhiên từ lúc nhỏ sẽ cho mỗi người sẽ có một ước mơ riêng cho mình, nhưng mà sau thì cái việc mà thực có thực hiện được cái ước mơ của mình đặt ra ngay từ lúc ban đầu hay không thì đó là tùy thuộc vào mỗi con người, tự có những sự tác động từ bên ngoài và cho chính sự cố gắng nỗ lực của chính bản thân người đó nữa. Nên mình nghĩ là cái việc kiếm tiền không phải là tất cả, nhưng mà để mình phát triển cái cuộc sống của mình thì mình cần phải có nó, và cái việc bạn xem trọng cái gì hơn á thì là do mỗi bản thân và cách suy nghĩ của mỗi người đó. Ước mơ thì quan trọng rồi, ước mơ là cuộc phấn đấu rồi mục tiêu mình kia, nhưng mà nói chung là phải sống thực tế xíu, thực tiễn hơn xíu. Kiếm được tiền thì em nghĩ là dễ hơn là thực hiện ước mơ, tại vì nếu mà thực hiện ước mơ thì cũng có thể được tiền. Theo mình thì nếu mà thực hiện ước mơ thành công thì đó là một cách kiếm tiền rồi. Cái ước mơ quan trọng hơn thật sự. Bây giờ chị xin lỗi, thì bây giờ ai có một cái ước mơ gì thì mình sẽ theo đuổi cái ước mơ đó của mình đi, dù bao nhiêu sóng gió thì bước đầu mình phải giữ cái ước mơ của mình để thành hiện thực thôi. Đừng giống như chị, tại vì quá trình của chị là không, nhà chị rất là không có khả năng để cho chị bước tới cái điểm ước mơ của chị, thì buộc lòng chị phải sang kiếm tiền để nuôi sống bản thân thôi. Thì bây giờ chị cũng cầu chúc cho mấy em nào có cái ước mơ thì mình sẽ theo đuổi cái ước mơ của mình để thành hiện thực đi, dù có khó khăn, dù có trong gai cấp mấy thì cũng sẽ thành cái hiện thực của mình thôi á. Khi mình có ước mơ thì mình làm việc nó sẽ hăng say, nó sẽ phấn đấu và mình sẽ có quyết tâm trong công việc nhiều hơn. Nhưng mà người ta thường nói cái gì cũng vậy, có thật mới vực được đạo, nên là cái việc kiếm tiền nó cũng khá là quan trọng. Nhưng mà nếu như mà một ai đó may mắn mình làm đúng cái ngành nghề trong cái lĩnh vực mình yêu thích thì dĩ nhiên là cái đó là number one.